Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin đọc, nghe và ngủ phát vào lúc 0 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2024. Đây là cái chương trình nó không có hình ảnh, các bạn mới là lưu ý. Hôm nay chúng ta bàn về các cái chính sách đối ngoại mà ông Donald Trump cũng như bà Kamala Harris đã đưa ra trong cái quá trình tranh cử của mình. Và vấn đề thứ hai chúng ta nói là nước Mỹ hậu Biden sẽ như thế nào. Phó Tổng thống Kamala Harris đang tranh cử Tổng thống trong khi chính quyền của Biden và Harris đang đối mặt rất nhiều các vấn đề về chính sách đối ngoại, bao gồm các chính sách tại Ukraine và giải Gaza ở Trung Đông, tình trạng di cư gia tăng và căng thẳng với Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump thì đang tranh cử để có thêm một nhiệm kỳ nữa nhằm tiếp tục chính sách là nước Mỹ trên hết của ông, đánh dấu sự khác biệt rõ rệt với các chính quyền Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trước đây. Chúng ta so sánh về vấn đề trí tuệ nhân tạo và công nghệ. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đã khiến cho các nhà phân tích dự đoán sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong địa chính trị. Trong đó, TikTok và các công ty công nghệ nước ngoài khác tiếp tục gây lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách, những người e ngại rằng các công ty này có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Bà Harris thì cho rằng Washington cần có nhiều động thái hơn để đảm bảo cho các công ty sử dụng công cụ AI một cách có trách nhiệm. Bà đã hiểu điều hành cách nỗ lực ban đầu nhằm thiết lập một cách tiếp cận cấp độ liên bang đối với việc quản trị bằng trí tuệ nhân tạo, và chính quyền Biden-Harris cũng đã áp dụng các cái biện pháp để làm chậm sự phát triển công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Khi còn là Tổng thống, ông Trump cũng đã công bố các chiến lược quốc gia đầu tiên về những lĩnh vực mới nổi như an ninh mạng AI. Ông cũng đã mô tả sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như một cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc, trong khi cũng đang có những cái bất đồng đối với cách chính các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đang dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ. Đối với vấn đề Trung Quốc, thì cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc hiện là một trong hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Bên cạnh Mỹ sẽ là một những thách thức chính sách đối ngoại quan trọng nhất mà chính quyền của Tổng thống kế nhiệm phải đối mặt. Chính quyền này sẽ phải xử lý mối quan hệ ngày càng tăng và căng thẳng với Bắc Kinh về các vấn đề thương mại lẫn an ninh. Bà Harris cho rằng Mỹ cần phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền và các hành động bóp méo nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng cần hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu. Ông Trump thì đã tìm cách đối đầu với Trung Quốc về những gì ông cho là một loạt các hành vi lạm dụng kinh tế. Ông cho rằng các hành động quyết liệt là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ và giảm thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước. Về vấn đề biến đổi khí hậu, trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra thiệt hại ngày càng tăng trên toàn cầu. Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng với tốc độ đáng báo động, khả năng xảy ra hạn hán nghiêm trọng, mưa quá mức, bão dữ dội, cháy rừng lớn đang gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi trong các mô hình khí hậu sẽ tạo điều kiện cho sự lây lan của dịch bệnh và góp phần vào tình trạng thiếu hụt thực phẩm và nước. Bà Harris thì cho rằng khủng hoảng khí hậu là một mối đe dọa sống còn đối với nhân loại. Bà cũng đã ủng hộ nhiều chính sách khí hậu của Biden, bao gồm quyết định tái gia nhập Hiệp định Paris, và bà cũng đã bỏ phiếu quyết định để thông qua dự luật đầu tư vào năng lượng sạch và khí hậu lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Trong khi đó, ông Trump đã nhiều lần đặt nghi vấn về cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu và bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu hoạt động của con người có phải chịu trách nhiệm cho sự biến đổi này hay không. Ông cam kết mở rộng sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước, xem xét lại các sáng kiến năng lượng sạch của Biden và rút Mỹ ra khỏi các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu quan trọng. Về quốc phòng và NATO, chiến lược quốc phòng của Mỹ đã chuyển hướng sang cạnh tranh với các cường quốc như Trung Quốc và Nga. Sau gần hai thập kỷ tập trung vào các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, với việc quân đội Mỹ hiện diện tại 178 quốc gia, vai trò của quân đội và các liên minh của Mỹ ngày càng trở nên gây tranh cãi. Bà Harris thì đã khẳng định mình là một người ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và NATO. Bà nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Ukraine và thúc đẩy chính sách không gian quốc gia trong vai trò chủ tịch Hội đồng Không gian Quốc gia của Nhà Trắng. Ông Trump thì lại chỉ trích NATO và đe dọa rút khỏi liên minh này. Trong thời gian làm Tổng thống, ông đã tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng và điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ để tập trung vào Trung Quốc và Nga. Về chính sách tài khoá và nợ quốc gia,
Sức khỏe của nền kinh tế là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng của Mỹ trong việc tác động đến các sự kiện quốc tế. Mặc dù nền kinh tế vẫn vượt trội so với các nước khác, nhưng nhiều nhà kinh tế vẫn chỉ ra rằng những dấu hiệu đáng lo ngại: mức nợ đang tăng vọt, lạm phát ở mức cao và các công ty Mỹ đang tụt lại trong việc tạo ra một số công nghệ tiên tiến trên thế giới. Bà Harris cho rằng chính sách kinh tế của bà sẽ tập trung vào việc tạo thêm cơ hội cho tầng lớp trung lưu. Chính quyền Biden-Harris hiện nay cũng đã chú trọng đến các khoản đầu tư công và cơ sở hạ tầng năng lượng xanh, chống lại sự hợp nhất độc quyền và tăng thuế đối với các tập đoàn và những người Mỹ giàu có nhất để chi trả cho các gia tăng chi tiêu. Trong thời gian làm Tổng thống thì ông Trump cũng nhấn mạnh việc cắt giảm thuế và nới lỏng các quy định kinh tế, điều mà ông cho rằng đã thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và tạo việc làm. Ông cho rằng chi tiêu của chính phủ cần phải cắt giảm mạnh mẽ để giảm lạm phát. Về sức khỏe toàn cầu và phòng ngừa đại dịch COVID-19 đã gây ra thay đổi sâu rộng về kinh tế và xã hội trên toàn thế giới, đồng thời làm dấy lên cái lo ngại về khả năng sẵn sàng đối phó của toàn cầu trước các mối đe dọa sinh học hoặc virus quy mô lớn trong tương lai. Những chia sẻ chính trị từ việc phản ứng các đại dịch gây ra có thể đang đe dọa tương lai của chương trình sức khỏe toàn cầu của Mỹ, vốn trước đây nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng. Bà Harris thì đã đặt ưu tiên cho các vấn đề chăm sóc sức khỏe quốc gia và quốc tế. Bà luôn là một người ủng hộ mạnh mẽ quyền sinh sản và hứa sẽ khôi phục quyền phá thai bị tòa án tối cao bác bỏ. Bà cũng đã tham gia vào các nỗ lực của chính quyền để đối phó với đại dịch, thuốc giảm đau, gây nghiện, opioid. Ông Trump thì đã giám sát các phản ứng của liên bang trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, phê duyệt hàng nghìn tỷ đô la để kích cầu nền kinh tế và thiết lập đối tác công tư để phát triển vaccine. Ông đã rút Washington khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và áp dụng quy định cấm các tổ chức nhận tài trợ từ Mỹ sử dụng bất kỳ một khoản viện trợ nào của nước ngoài cho cái mục đích liên quan đến việc phá thai. Về vấn đề nhập cư, cuộc tranh luận gay gắt về nhập cư cũng đã trở thành tâm điểm của nền chính trị trong nước khi dòng người di cư đến Mỹ từ Mexico tiếp tục gia tăng, gây áp lực lên các nguồn địa phương và liên bang. Chính sách an ninh, biên giới và tị nạn ngày càng gây ra nhiều tranh cãi và các nỗ lực cải cách toàn diện hệ thống nhập cư đã liên tục thất bại tại Quốc hội. Bà Harris thì ủng hộ việc cải cách vấn đề nhập cư một cách toàn diện. Bà được giao nhiệm vụ dẫn đầu các nỗ lực của liên bang nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư từ Trung Mỹ. Mặc dù những bình luận của bà Harris khuyến cáo những người muốn di cư không nên đến Mỹ đã gây tranh cãi. Chính sách nhập cư và biên giới là những vấn đề chính mà ông Trump và chương trình nghị sự của đảng ông trong năm 2024 đã tái khẳng định cam kết của ông trong việc thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm giảm mạnh số người nhập cư bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc tiếp tục các hành động đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhằm định hình lại một cách triệt để về chính sách tị nạn, biên giới và trục xuất. Tại Trung Đông, Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý toàn cầu và đặt ra thách thức đối với Mỹ khi các cuộc tấn công của các nhóm nổi dậy đe dọa chuỗi cung ứng và cuộc tranh luận tiếp tục tiếp diễn về cách đối phó với hành động gây bất ổn từ Iran. Trong khi đó, cuộc chiến Israel và Hamas đã kéo dài với số lượng người thương vong ngày càng tăng, tiến triển hòa bình gần như là rất xa xôi. Bà Harris thì ủng hộ ngừng bắn và thỏa thuận giải cứu con tin trong cuộc chiến Israel và Hamas. Bà cũng kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel và Palestine. Khi còn là thượng nghị sĩ, bà đã ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với Iran và bỏ phiếu ủng hộ các hạn chế đối với việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Cái tiếp cận của ông Trump đối với Trung Đông đã được xác định bởi ông ủng hộ mạnh mẽ Israel và Ả Rập Xê Út, cùng với lập trường đối đầu với Iran. Ông đã từ bỏ sự đồng thuận lưỡng đảng lâu nay bằng cách tuyên bố rằng mình không quan tâm việc một nhà nước Palestine riêng biệt được thành lập. Về vấn đề Nga và Ukraine, cuộc xung đột toàn diện của Ukraine vào Nga theo cách nói của phương Tây, đó là một cuộc chiến tàn khốc ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai, đã làm gia tăng càng đáng kể cái quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Những nước áp đặt hàng loạt cái lệnh trừng phạt lên Moscow, Mỹ và các nước đồng minh đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho chính phủ Ukraine. Điều này đã gây ra tranh cãi rất lớn tại Washington. Bà Harris thì cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Ukraine chống lại Nga cho đến khi nào đạt được mục tiêu. Để đối phó với mối đe dọa
có thể gây ra với phần còn lại của châu Âu nếu Nga để Nga chiến thắng. Bà đã đại diện cho Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và khuyến khích Quốc hội cung cấp hàng chục tỷ đô la để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ông Trump thì cho rằng ông không cam kết sẽ phê duyệt thêm viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Khi còn là Tổng thống, ông đã xây dựng mối quan hệ ấm áp với Nga, mặc dù ông Trump cũng đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Vì vậy, việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine vào năm 2014 và rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng với Nga. Chúng ta tiếp tục so sánh hai ứng cử viên về vấn đề thương mại. Trong nhiều thập kỷ qua, thì Mỹ đang dẫn đầu về phong trào tự do hóa thương mại toàn cầu dựa trên niềm tin rằng các thị trường mở và vận hành chưa trên nguyên tắc sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng và gia tăng ảnh hưởng của Washington. Trong những năm gần đây, gia tăng bất bình đẳng thu nhập Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ và sự suy giảm của các ngành công nghiệp Mỹ đã làm dấy lên sự nghi ngờ ngày càng lớn về mô hình này trong cả hai đảng. Bà Harris thì cho rằng các thỏa thuận thương mại quan trọng nên bao gồm các biện pháp bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường. Bà cũng chỉ trích là thuế quan nhưng lại cho Mỹ nên tìm phương án mới. Thì chỗ này là cũng nói hơi thẳng này. Tìm một phương án giảm thiểu rủi ro khi giao thương với Trung Quốc. Và chính quyền Biden Harris cũng đã quản lý việc tạo ra các chương trình trợ cấp khổng lồ cho năng lượng xanh, cho cơ sở hạ tầng và công nghệ. Còn ông Trung thì lại lập luận rằng hệ thống thương mại toàn cầu đã bị thao túng theo hướng chống lại lợi ích của Mỹ và nguyên nhân gây ra các thâm hụt thương mại lớn, suy giảm trong các ngành chế tạo và điều khiến cho người Mỹ mất việc là do công việc bị chuyển ra nước ngoài. Chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa năm 2024 cam kết sẽ đưa Mỹ trở lại vị thế siêu cường chế tạo của thế giới bằng cách cân bằng lại cán cân thương mại theo hướng có lợi hoặc là ít nhất là tốt cho cái đầu tư ở trong nước. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ hai là nước Mỹ hậu Biden. Nó có thể là một nền Cộng Hòa thứ ba sau một thời kỳ tăm tối, tức là người ta đang muốn nói là ông Trump, tức là ám chỉ ông Trump sẽ tái đắc cử. Donald Trump rất có thể trở lại nắm quyền vào năm 2024, nước Mỹ có nguy cơ rơi vào một cái tình trạng rất là hỗn loạn. Di sản của Joe Biden sẽ tồn tại cả sau cuộc khủng hoảng này và mở đường cho một nền dân chủ đa chủng tộc. Tổng thống đã thực hiện bước đi có ý nghĩa quyết định đối với sự kiện này. Không phải ai cũng thích thú với khoa học viễn tưởng. Vì vậy, ngay từ đầu, xin có lời giải thích. Harry Sheldon là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Foundation của Isaac Asimov. Harry Sheldon là một nhà toán học lỗi lạc và ông ta cũng biết chắc chắn hai điều. Điều đầu tiên là đế chế thiên hạ mà ông ta sống có quyền lực và sự giàu có dường như vô biên, rồi đây cũng sẽ sụp đổ. Hàng nghìn năm sau, đó có lẽ là các cuộc nội chiến triền miên và sự tàn bạo khôn lường. Thứ hai, ông Harry Sheldon cho biết ông ta cũng chính là một cái người dân tục. Ông ấy cũng có thể phải ngồi xe lăn, trở thành một người già nua, bệnh tật và cuộc sống của ông cũng có phần nào cũng có được bao năm. Vì vậy ông Sheldon đã soạn thảo một kế hoạch mà ông nói nó sẽ giúp ông và đế chế ngân hà này giảm được cái thời gian tầm tối khoảng 1.000 năm sau khi đế chế sụp đổ. Ông nói rằng là dường như Joe Biden, tổng thống 46 của Hoa Kỳ, chính là Harry Sheldon. Giống như sự hư cấu của Asimov, ông ta theo tôi nghĩ cũng biết chắc hai điều. Thứ nhất, nền dân chủ kiểu Mỹ sẽ mất đi. Đây là điều không thể cứu vãn. Nó chỉ có thể tồn tại nếu đảng Dân Chủ thắng trong tất cả các cuộc bầu cử từ nay cho đến năm 2040. Nhưng điều này sẽ không diễn ra ở nước Mỹ. Thứ hai, Joe Biden biết mình cũng chỉ là một người trần tục. Tuy ông không phải ngồi xe lăn ở tuổi 78 và ông trông có vẻ cường tráng hơn so với tuổi, nhưng ông không thể sống mãi, đến một lúc nào đó ông cũng sẽ trở thành cát bụi. Liên minh của những người tiến bộ và những người ôn hòa và Biden đã giải công kết nối từ một năm nay đã biểu hiện rệu rã. Hiện tại không có ai có thể thay thế được Joe Biden. Kamala Harris chưa thể hiện được khả năng của mình để thế ông vào vị trí này. Tất cả các thành viên khác trong chính phủ của ông Biden đều bận rộn với công việc của chính phủ. Trong khi đó, sẽ không xuất hiện một nâng cứu thế nào. Đó là lý do tại sao Biden đã soạn thảo một kế hoạch để kỷ nguyên đen tối và hỗn loạn sẽ đến muộn hơn và không kéo dài quá lâu.
Hai trong số các bạn cho rằng điều chúng ta nói nền dân chủ Mỹ rồi sẽ biến mất là một sự phóng đại. Xin lưu ý một tin tức nóng hổi cho Barrasco, một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Wyoming. Gần đây đã có 4 dịp bỏ tiền, bỏ qua 2 tiếng hét hãy trao cổ Mike Pence trong cơn bão đổ bộ vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2020. Trong các cuộc phỏng vấn với các nhà báo Jonathan Carr, ông Donald Trump cũng đã bày tỏ sự thấu hiểu của ông đối với những hiểm họa chết chóc này. Thường các cuộc khảo sát, 21 triệu người Mỹ cảm thấy việc phục chức cho Trump Biden bằng vũ lực là hợp lý. Cựu tướng là Michael Flynn, một trong những người hùng ủng hộ Trump hàng đầu của châu Âu, của Trump, tức là những người ủng hộ hàng đầu đối với Trump, cho biết là trong một cái bài phát biểu gần đây, nếu chúng ta muốn có một quốc gia dưới quyền của Chúa và chúng ta phải làm vậy, thì chúng ta cũng phải có một tôn giáo, một quốc gia dưới Chúa và một tôn giáo dưới Chúa. Trước kia thì cũng đều như thế này, người ta cũng là thấy người Mỹ cánh hữu, cũng không dám nói ra, bởi vì mọi người đều biết rằng hiến pháp Mỹ cấm thành lập quốc giáo, mà giờ đây người ta lại dám tung hô. Tại nhà thờ Cornerstone ở San Antonio, Texas, có một trong những nhà thờ truyền giáo có sức chứa hàng nghìn tín đồ. Vậy mà dân gần đây, tín đồ ngoan đạo đã vỡ òa trong tiếng kêu là đi thôi nào, Brandon. Có cách nói đóng của phe cánh hữu, tức là có ý là the Biden trước việc. Hàng ngày có nhiều cái tài liệu được phanh phui, chúng là cái bằng chứng cho việc từng có sự chuẩn bị tiến hành cuộc đảo chính hồi tháng giêng năm 21 với một âm mưu nhằm giữ Donald Trump tại vị, trái với ý chí của đa số đảng Dân Chủ. Nhưng điều này đã không còn mấy ai quan tâm. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 22 và họ chuẩn bị cơ sở cho Donald Trump trở lại trong năm 24. Điều này sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn giống như nội chiến, cho phép Trump củng cố quyền lực của mình nhiều hơn nữa. Vậy là kế hoạch của Joe Biden sẽ tồn tại bao lâu dưới nền dân chủ của Mỹ là gì? Để hiểu được điều đó, chúng ta phải điểm lại lịch sử châu Âu. Các nước phát triển ở châu Âu và kinh tế đều là tả khuynh. Người tạo ra các nhà nước phúc lợi hoặc mở rộng chúng, ví dụ như ở Ý, thì do sự thôi thúc của các tổ chức công đoàn phát xít. Mussolini đã tạo ra Organization dopo lavoro, cơ quan này chuyên lo tổ chức các sự kiện giải trí cho công nhân Ý, như tổ chức chiếu phim, các lễ hội, sinh hoạt thể thao và các trò du hí khác nhau. Từ năm 1931 đến năm 1939, hàng năm, nhà nước phát xít tổ chức các chuyến tàu đặc biệt để cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động có thể đi biển hoặc lên núi với giá cả phải chăng. Không có gì ngạc nhiên khi Mussolini được yêu thích. Bọn phát xít Mỹ không có gì thuộc về loại này để lôi kéo dân chúng. Cái duy nhất mà ông Trump có thể đưa vào là để chèo kéo mọi người, đó là sự hận thù. Căm thù những người có tín ngưỡng đặc biệt, căm thù những người nhập cư, căm thù những người da đen, dám, không chịu phục tùng hệ thống phân cấp, chủng tộc, truyền thống. Căm thù cánh tả, căm thù lực lượng bảo thủ, bảo vệ pháp luật. Sự thù hận này có tính bạo lực rất lớn. 1/3 xã hội Mỹ hiện thời cũng cung cúc tận tụy nghe lời ông Trump. Bọn họ chủ yếu là dân da trắng và ở nông thôn. Nhưng không chỉ có những người này, những người đàn ông Mỹ gốc Tây Ban Nha có trình độ học vấn làng nhàng cũng là dễ dàng tiếp thu cái loại thông điệp như thế này. Và sự thù hận của Trump có khả năng giúp ông giành được quyền lực năm 2024 bất chấp ý đồ muốn chia rẽ của đa số. Đây là lúc kế hoạch của Joe Biden phát huy tác dụng, di sản của ông sẽ tồn tại lâu hơn bản thân ông ấy. Di sản đó là kế hoạch khôi phục và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của Mỹ bị xuống cấp nghiêm trọng, sẽ mất nhiều năm để chữa, phục hồi chúng. Kế hoạch cơ sở hạ tầng này đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều năm tới. Nếu kế hoạch tái xây dựng tốt đẹp hơn dưới thời Joe Biden thì đã trở thành hiện thực
bao gồm những cái yếu tố như là nhà trẻ miễn phí cho đã trở thành hiện thực, thay vào đó là những cái nhà trẻ sơ sinh. Miễn phí cho mọi người, một chương trình bảo vệ khí hậu khổng lồ sẽ tạo ra nhiều việc làm, thậm chí có thể thi hành chế độ được trả lương cho cha mẹ khi nghỉ phép, thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giống như một nhà nước phúc lợi hiện đại ở châu Âu. Nếu những người theo chủ nghĩa trung khôn ngoan thì họ sẽ chấp nhận một cách đơn giản là di sản của Biden. Họ sẽ tuyên bố trắng trợn rằng đây là một chương trình cơ sở hạ tầng do Trump đề xướng và bắt đầu khởi động. Tuy nhiên họ không thể làm điều đó. Họ không thể làm nổi vì mục đích duy nhất của ông Trump trong chương trình nghị sự khi ông ta trở lại nắm quyền sẽ là sự trả thù. Và bởi vì Đảng Cộng Hòa không còn hứng thú với công việc của mình. Vì vậy, chế độ Trump khi đó có thể làm mọi cách để phá hủy di sản của Biden. Và trong quá trình đó, thì phe phái của Trump sẽ có một khám phá thú vị. Chương trình cơ sở hạ tầng của Biden sẽ rất nổi tiếng, được nhiều người lính ủng hộ, được nhiều người ủng hộ. Chế độ của Trump sẽ đối mặt với một sự chống đối, đó là một sự liên kết của nhiều tầng lớp và nhiều sắc tộc khác nhau. Cho đến nay, cả hai bên nền Cộng Hòa của Hoa Kỳ, nền Cộng Hòa đầu tiên thì kéo dài từ năm 1789, tức là năm Hiến pháp Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực, đến năm 1861. Năm bùng nổ của nội chiến. Nếu Cộng hòa đầu tiên của Mỹ là một sự lai tạp kỳ lạ của một cái gì đó giữa tự do và chế độ nô lệ, các đồn điền thì giống như những trại lao động cưỡng bức ở miền Nam và xã hội dân sự tự do ở miền Bắc.